Sổ tay của dân công hỏa tuyến thị xã Phú Thọ ghi chép về các hoạt động của đoàn xe thổ gạo trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Xe đạp thổ của ông Bùi Tín, dân công tỉnh Thanh Hóa, dùng vận chuyển lương thực và vũ khí phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là hai trong số nhiều hiện vật ý nghĩa được giới thiệu tại trưng bày Điện Biên Phủ, tinh thần bất diệt. Gần 150 tài liệu, hiện vật thể hiện tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cùng với đó là những tấm gương đóng góp, hy sinh anh dũng, chiến đấu kiên cường với tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các anh hùng, chiến sĩ trên mặt trận Điện Biên Phủ. Tôi lấy ví dụ cái câu chuyện cái xe thồ đấy. Thì chính người Pháp nói rằng là thất bại của Điện Biên Phủ là bởi vì không lường trước được rằng có thể đưa một lực lượng hậu cần lớn như thế lên để hỗ trợ trong đội quân lớn như thế. Đánh nhau ở một cái vùng tưởng như rất hẻo lánh và hết sức là địa hình rất là hiểm trở như thế. Đấy. Nhưng mà cái mà không ai tính được tại sao người ta có thể mang từng cân gạo lên mà từ những người nông dân rất bình thường, phương tiện thì hết sức là thô sơ mà có thể làm được chuyện đó. Đó là chưa nói đến cái sức chiến đấu của những người lính và sự hy sinh rất to lớn của họ. Thì chính cái đó làm cho kẻ thù bất ngờ và kẻ thù thất bại. Tôi nghĩ rằng đấy là những bài học rất lớn. Trưng bày góp phần nêu bật ý nghĩa, tầm vóc, giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ, yếu tố tiên quyết là sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, thể hiện sự trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam. Tinh thần bất diệt đó là động lực tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Nỗ lực cố gắng của những người làm công tác bảo tàng chúng tôi gửi tới công chúng qua những hiện vật mà được lưu giữ đến ngày hôm nay, chúng tôi cũng mong muốn với cái tinh thần đó thì công chúng tiếp tục cũng đóng góp cùng với bảo tàng, cùng với xã hội để chúng ta tiếp tục lưu giữ những cái kỷ vật, những cái hiện vật mà chúng ta có được chính là những di sản của cho thế hệ mai sau.